Hiện nay, căn cước công dân gắn chip là loại giấy tờ duy nhất được cấp thay thế khi người dân xin đổi, cấp lại chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân mã vạch đã hết hạn hoặc không còn sử dụng được do bị hỏng, rách hoặc sai thông tin. Vì vậy, người sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân thuộc một trong 14 trường hợp sau sẽ đều phải đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip. Nếu không đổi, có thể sẽ bị phạt vì lý do không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi lại, cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó, 8 trường hợp phải đổi hoặc xin cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip bao gồm Trường hợp 1, khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp 2, thẻ bị hư hỏng không sử dụng được. Trường hợp 3, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm hoặc tên. Trường hợp 4, thay đổi đặc điểm nhân dạng. Trường hợp 5, xác định lại giới tính và quê quán. Trường hợp 6, có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân. Trường hợp 7, bị mất căn cước công dân. Trường hợp 8, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, 6 trường hợp phải đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip bao gồm: Chứng minh nhân dân đã hết thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp. Trường hợp 2: Chứng minh nhân dân đã bị hư hỏng không sử dụng được. Trường hợp 3: Thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày tháng hoặc năm sinh. Trường hợp 4: Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp 5: Thay đổi đặc điểm nhận dạng và trường hợp 6, bị mất chứng minh thư nhân dân. Theo Nghị định 144-2021 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình đã nâng mức phạt với các trường hợp vi phạm quy định về căn cước công dân. Theo đó, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây. 1. Hành vi không xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Trường hợp 2: Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Trường hợp 3: Không nộp lại giấy chứng minh thư nhân dân, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Không nộp lại giấy chứng minh nhân dân Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, cơ quan thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện thuốc. Như vậy, nếu thuộc một trong 14 trường hợp đã nêu trên mà không đi đổi lại thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân có thể sẽ bị phạt tiền đến 500.000 đồng. Giải trình tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 11 tháng 7 về công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6, Thứ trưởng Trần Quốc tỏ cho biết Tính đến ngày mùng 10 tháng 7, Bộ Công an đã cấp hơn 67 triệu thẻ căn cước công dân. Tuy nhiên, trong quá trình này, xảy ra nhiều lỗi dẫn đến việc người dân ở một số khu vực chậm được nhận. Thứ trưởng Trần Quốc tỏ cũng nêu rõ ba nguyên nhân khiến cấp chậm thẻ căn cước công dân gắn chip, trong đó lớn nhất là khai báo và nhập dữ liệu sai. Lỗi thứ nhất được ông tỏ đề cập là người dân khai báo sai địa chỉ, số điện thoại hoặc khai báo thông tin không đầy đủ khi thay đổi nơi thường trú. Nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này có thể từ phía công an nhập sai số liệu hoặc người dân đến khai báo từ đây, thông tin cần phải xác minh nhiều lần, ảnh hưởng tới tiến độ cấp. Thông tin không thống nhất giữa khai báo online và khai báo trực tiếp là nguyên nhân thứ hai. Xong, Bộ Công an xác định đây là khách quan. Thông tin không sạch, không đúng, không đủ sẽ không thể nhập vào hệ thống. Việc này đang chỉnh lại. Lỗi thứ ba, một số cơ quan công an tại các địa phương nhập liệu không đầy đủ, khiến một bộ phận tổng hợp, phân loại gặp nhiều khó khăn. Điều này làm mất thêm thời gian bổ sung. Để khắc phục, Bộ Công an cho biết đã yêu cầu Công an các địa phương tăng cường nghiệp vụ trong tiếp nhận hồ sơ. Các đơn vị cá nhân có thông tin còn sai sót cần được Công an thông báo kịp thời để giải quyết và hướng dẫn. Cuối năm 2021, nhiều người phản ánh làm căn cước công dân gắn chip vài tháng chưa được trả. Một số trường hợp thì bị sai thông tin, khiến mất thời gian đi chỉnh sửa giữa nơi thường trú và tạm trú. Trước việc này, Bộ Công an từng giải thích lý do COVID-19 ảnh hưởng đến ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử trên thế giới. Việt Nam phải nhập khẩu chip nên bị tác động lớn đến tiến độ sản xuất thẻ. Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, CO6, Bộ Công an cho biết, Công an các địa phương từng phải tập trung chống dịch COVID-19 nên chậm trả căn cước. Hơn nữa, dân cư biến động liên tục, dẫn đến giấy tờ tùy thân mâu thuẫn với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhiều trường hợp làm căn cước một nơi, thường trú một nơi, khiến việc phối hợp điều chỉnh thông tin khó khăn, có người khai sai hoặc cán bộ nhập nhầm. Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 9 năm 2020 với tổng đầu tư là 2.800 tỷ đồng. Trong đó bao gồm các hạng mục xây dựng trung tâm thu nhận dữ liệu, sản xuất thẻ căn cước gắn chip điện tử, hệ thống hạ tầng, thiết bị cho công an trên toàn quốc. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, công an toàn quốc bắt đầu thu nhận cấp thẻ căn cước công dân từ 14 tuổi trở lên. Theo Điều 25 luật căn cước công dân, tại các thành phố, thị xã, trong thời gian 7 ngày làm việc, Công an phải trả căn cước cho người dân khi cấp mới, cấp đổi. Người dân có thể làm ở nơi tạm trú và thường trú, có thể nhận thẻ trực tiếp tại nơi làm thủ tục hoặc qua đường bưu điện gửi về nơi ở. Việc chậm cấp căn cước công dân khiến nhiều người dân gặp vướng mắc khi đi làm các thủ tục hành chính ngân hàng do chứng minh thư cũ bị thu, căn cước công dân gắn chip làm vài tháng chưa được cấp. Đầu tháng 6, bạn Tú ở Hà Nam đã nhận được thông báo của chính quyền quê nhà về việc đăng ký làm căn cước công dân mới. Công việc bận rộn lại di chuyển mất nhiều thời gian nên anh xin làm tại nơi đăng ký tạm trú tại Hà Nội, song không được. Chính quyền cho hay, quy định tại thời điểm đó, công dân chỉ được làm căn cước ở nơi đăng ký thường trú. Do chỉ cấp theo đợt ở từng địa phương nên lượng người có nhu cầu rất đông. Tú buộc phải xếp hàng từ 17 giờ đến gần 0 giờ mới được hoàn thành các thủ tục. Khi làm căn cước công dân gắn chip, Tú bị thu lại chứng minh thư nhân dân cũ vì cán bộ thụ lý nói không còn giá trị sử dụng. Anh chỉ được thông báo khi nào có căn cước công an sẽ trả về chính quyền địa phương và gọi công dân ra nhận, chứ không có thời gian cụ thể. Anh cũng không được cấp chứng nhận hay giấy tờ viết tay có đóng dấu để sử dụng tạm thời trong thời gian chờ căn cước. Trong hơn 4 tháng không có giấy tờ tùy thân, Tú gặp không ít phiền toái khi thực hiện các giao dịch. Một lần anh rút tiền ở quầy giao dịch của ngân hàng bất thành, do buộc phải có chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Ngân hàng quy định số chứng minh thư phải khớp với mã số trong tài khoản, khách hàng mới được nhận tiền nếu không sẽ bị hủy giao dịch. Đã hơn 3 lần liên hệ với công an địa phương, Xong, Tú không nhận được câu trả lời rõ ràng về thời hạn trả căn cước. Cơ quan chức năng nói, mong anh thông cảm và hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất. Cũng giống như Tú, nhiều người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đều gặp khó khăn vì làm căn cước công dân gắn chip trong vài tháng mà chưa được nhận, trong khi chứng minh thư đã bị thu lại. Chị Trang ở Hà Nội cho hay, làm căn cước từ cuối tháng 5 vì đăng ký nhận thẻ qua đường biêu điện nên nhiều lần khỏi cảnh sát khu vực, chị đều được thông báo là chờ thêm. Trong những ngày Hà Nội giãn cách, chị không thể xin được giấy tờ đi đường do Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh thư. Chị cũng không có những giấy tờ chứng minh nhân thân khác như hộ chiếu. Chị Trang cho rằng địa phương nên để công dân được sử dụng chứng minh thư nhân dân cũ cho tới khi được nhận căn cước hoặc sẽ cấp giấy chứng nhận mã số thay cho chứng minh thư. Theo Điều 25 luật căn cước công dân, trường hợp cấp mới, cấp đổi thì cơ quan quản lý sẽ trả căn cước cho công dân trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc với trường hợp ở thành phố, thị xã và không quá 20 ngày làm việc tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới hải đảo và không quá 15 ngày làm việc với các khu vực còn lại. Theo Vietnamnet, điều 13 của nghị định 137/2015 trên, trên NDCP, dãy số này gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên. Theo đó, 12 con số này đều có ý nghĩa riêng nhưng ít người biết được từng con số có ý nghĩa như thế nào. Ba chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Ví dụ, thành phố Hà Nội là 001, Hải Phòng có mã 031. Một chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân. Cụ thể, mã thế kỷ và mã giới tính được quy ước như sau: thế kỷ 20 từ năm 1900 đến năm 1999, nam 0, nữ 1. Thế kỷ 21 từ năm 2000 đến năm 2099, nam 2, nữ 3. Thế kỷ 22 từ năm 2100 đến hết năm 2199, nam 4, nữ 5. Thế kỷ 23 từ năm 2200 đến hết năm 2299, nam 6, nữ 7. Thế kỷ 24 từ năm 2300 đến hết năm 2399, nam 8, nữ 9. Hai chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân, còn 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên. Nếu số căn cước công dân của một người là 037153000257 thì sẽ được hiểu là 037 là mã tỉnh Ninh Bình, số 1 thể hiện giới tính nữ, sinh tại thế kỷ 20, số 53 thể hiện công dân sinh năm 1953, các số 000257 là dãy số ngẫu nhiên. Do mã định danh là số ngẫu nhiên nên người dân không được phép lựa chọn số đẹp. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Bộ Công an đã tổ chức vận hành chính thức hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và đã trả hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân.